Thực hiện chỉ thị số 11 của Thành ủy về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố. Năm 2022, Mặt trận thành phố đăng ký với Thường trực Thành ủy 5 chuyên đề giám sát, trong đó có nội dung giám sát hoạt động của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố mối quan hệ gắn bó giữa các vị đại biểu và nhân dân. Theo đó, Mặt trận các cấp tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quy định tại chương 2, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Trong đó, chú trọng giám sát hoạt động chất vấn và tham gia chất vấn của các đại biểu tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân và kỳ họp Quốc hội, giám sát việc liên hệ và tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri nơi ứng cử, giữ mối liên hệ nơi cư trú. Thông qua mặt trận và các đoàn thể để giúp cho cán bộ, đặc biệt là nhân dân, nắm và hiểu được nhiệm vụ, quyền hạn của các đại biểu dân cử. Ví dụ như ở ban công tác mặt trận khu dân cư, thì người ta phải xem thử, theo dõi, phát hiện, đánh giá, xem thử là đại biểu dân cử đó cư trú trên địa bàn dân cư của mình cũng đã có chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách không, có mang hơi thở ý kiến nguyện vọng của nhân dân vào các cái phiên họp chất vấn thảo luận hay không, thì và cũng từ đó thì sẽ nâng hơn cái vai trò vị trí của mặt trận các đoàn thể trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, để làm sao tập hợp được các cái ý kiến kiến nghị của người dân. Nắm bắt nội dung chuyên đề, mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã triển khai hoạt động giám sát đại biểu dân cử thông qua nhiều phương thức, như giám sát thông qua kỳ họp Quốc hội, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, theo dõi qua truyền hình, báo đài. Giám sát thông qua việc tiếp xúc cử tri, tập hợp và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân đối với các đại biểu dân cử. Không chỉ thực hiện vai trò giám sát, đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở còn là nhịp cầu nối giữa các đại biểu và người dân khu vực. Mục tiêu của chúng tôi là phải theo bám và những cái ý kiến của cử tri để chúng tôi tiếp tục kiến nghị. Có những cái vấn đề gì phát sinh thì chúng tôi cũng kiến nghị không những cho cán bộ ở phường mà còn là cán bộ của dân cư và bà con cử tri. Trong năm 2022 này thì có một điểm sáng, điểm mới, một sự sáng tạo mà chúng tôi cho đó là rất ý nghĩa, đó là việc mà xây dựng được cái đề án giám sát đại biểu dân cử của Ủy ban Mặt trận thành phố giai đoạn 2021-2026. Trên cơ sở những cái đề án đó thì chúng tôi hiểu rằng cái công tác giám sát phản biện đã đi vào quy củ. Đề án giám sát hoạt động của đại biểu dân cử giai đoạn 2021-2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, thí điểm giám sát đối với mặt trận 3 quận gồm Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và 4 phường xã gồm An Hải Bắc, Hòa Khánh Nam, An Khê và Hòa Phong, thực hiện trong năm 2022. Giai đoạn 2, triển khai trên địa bàn toàn thành phố, hàng năm có sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện trong năm và đến năm 2026 sẽ tổng kết đánh giá đề án. Có thể khẳng định, việc tăng cường giám sát hoạt động của đại biểu dân cử không những đáp ứng được mong muốn của người dân, mà còn là kênh thông tin hữu ích để các vị đại biểu dân cử bám sát tình hình địa phương, từ đó tham mưu lãnh đạo thành phố các quyết sách, chủ trương hợp lòng dân.